OK, xin chào tất cả mọi người. À, chúng ta lại gặp nhau trong cái series đào tạo về nghề bán hàng trọn đời của thái hoàng hd. À, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau hiểu thật rõ về cái khái niệm cũng như là cái ý nghĩa sứ mệnh vô cùng lớn lao của cái nghề bán hàng của người bán hàng của người tư vấn. Bài học ngày hôm nay rất là quan trọng bởi vì nếu như chúng ta không hiểu rõ cái công việc mà chúng ta đang làm chúng ta sẽ không thể thành công được với nó nếu như chúng ta không thích thú với cái công việc mà chúng ta đang làm chúng ta không thể phát huy được tối đa cái năng lực vốn có của chúng ta đối với nghề bán hàng cũng như vậy bạn chỉ có thể trở thành một người bán hàng giỏi nếu như bạn yêu thích cái việc bán hàng này bạn chỉ có thể trở thành một cái người bán hàng xuất sắc nếu như bạn hiểu đúng cái giá trị cái ý nghĩa của cái nghề bạn đang làm và tất nhiên nếu như mà bạn không biết bán hàng thì bạn rất là khó để có thể trở thành một người kinh doanh giỏi rất là khó có thể làm kinh doanh cũng như là cái cơ hội làm giàu nó sẽ bị giảm đi rất nhiều bởi vì bản chất thì tất cả những người giàu có ngoài kia tất cả những người thành công trong công việc sự nghiệp họ đều có cái năng lực bán hàng rất là tốt chúng ta cứ xem hết cái video này chúng ta sẽ hiểu rõ cái điều đó rõ ràng thì muốn giàu có thì ngoài cái công việc chuyên môn ngoài kiến thức chuyên môn thì bạn cần phải giỏi về bán hàng. Để đạt được bất kể một cái thứ gì trong cuộc sống, bạn đều phải bán một cái gì đó. Cho dù chúng ta đi làm thuê, đi làm ở công ty, thì bản chất cũng là bán giá trị bản thân của chúng ta, bán cái sức khỏe của chúng ta, bán cái thời gian của chúng ta, bán những cái background mà chúng ta đã tích lũy, bán cái bằng đại học của chúng ta, vân vân và vân vân. Nếu như chúng ta biết cách bán, chúng ta có thể là tìm được những cái vị trí họ thừa nhận được những cái giá trị của chúng ta họ sẵn sàng chi trả cái mức lương cao hơn nhưng mà nếu như mà chúng ta có năng lực nhưng chúng ta không biết bán cái giá trị đó chúng ta không biết PA bản thân chúng ta chúng ta không biết viết CV một cách đẹp đẽ một cách khoa học thì rất có thể là chúng ta còn không cả xin được việc cơ không xin được việc nghĩa là gì nghĩa là không có ai mua cái giá trị của chúng ta cả vì vậy bản chất của cuộc sống là bán hàng và cái món hàng đầu tiên đó chính là bán giá trị bản thân đặc điểm của bán giá trị bản thân chính là bán cái thương hiệu cá nhân của chúng ta thương hiệu cá nhân của chúng ta là gì đó là những cái chúng ta đã làm được những cái chúng ta đã đạt được những cái chúng ta đã thành tựu được những cái chúng ta có kinh nghiệm chúng ta viết lại như nào chúng ta pi như nào để cái nhà tuyển dụng để cái công ty họ có thể đánh giá được cái giá trị của chúng ta để họ có thể chi trả để mua cái giá trị của chúng ta về công ty của họ nếu như mà chúng ta xem những cái chương trình game show truyền hình ấy thì chúng ta cũng có thấy là có một cái chương trình mà người chơi phải lên để PR bản thân để trả lời trước các nhà tuyển dụng ấy để họ sẽ có một cái mức thương lượng về cái mức lương dành cho cái người chơi đó thì cái chương trình đấy bản chất nó chính là cái chương trình bán giá trị bản thân ngoài cái kiến thức chuyên môn họ phải có năng lực xây dựng thương hiệu cá nhân và truyền đạt cái thương hiệu cá nhân đó vậy thì đó là một số cái giải thích đầu tiên để cho tất cả chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc bán hàng và chúng ta hiểu rằng bán hàng nó là một cái điều thân thuộc trong tất cả các lĩnh vực cuộc sống chứ không phải là như nhiều người mọi người hiểu rằng là à bán hàng là làm mọi cách để có thể là đưa một cái sản phẩm cho người khác xong à, dùng mọi chiêu trò để người ta trả tiền cho mình sau đấy là chúng ta có tiền lời thực sự đó không phải là một người bán hàng chân chính không có một cái định nghĩa nào là trọn vẹn để mô tả về cái việc bán hàng. Vì vậy trong cái bài học ngày hôm nay, mình không đưa ra một định nghĩa mà mình trích dẫn rất là nhiều những cái quan điểm về bán hàng từ trước đến giờ của những người bán hàng thành công nhất thế giới. Chúng ta hãy cùng học, cùng nghe và cùng tự rút ra cho mình những cái chân lý riêng cho bản thân mình để phục vụ cái sự nghiệp bán hàng trọn đời của chúng ta, bạn nhé. Rồi, một bán hàng là thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng, trao giá trị và nhận lại giá cả. Một trong những cái lưu ý quan trọng đầu tiên mà mọi người bán hàng thành công đều phải nắm được đó là khách hàng thích được mua, được thư tư vấn, được chăm sóc và được tự mình đưa ra quyết định chứ thách khách hàng không thích bị bán hàng. Cái số 2, bán hàng không phải là chiếm hữu một số tiền nhất định của khách. Bán hàng là mang lại giá trị tăng giá trị trong cuộc sống của con người. Đó là một cuộc trao đổi mà đôi bên cùng có lợi. Người bán hàng cũng có lợi và người khách hàng cũng có lợi rất nhiều. Nếu như chỉ có một bên có lợi, ví dụ như người bán hàng có được tiền nhưng người khách hàng không có giá trị gì thì đó chỉ là ngắn hạn và sớm muộn cái người bán hàng đó sẽ phải rời khỏi cái cuộc chơi này. Nó sẽ không bao giờ trở thành cái sự nghiệp của họ được. Quan điểm số 3 bán được hàng cho khách hàng không chỉ giúp khách hàng xử lý triệt để vấn đề, giúp cho họ tiết kiệm thời gian, mà còn giúp cho cuộc sống của họ trở lên tốt đẹp hơn. Bán hàng là giải quyết những cái vấn đề của khách hàng, giải quyết những cái vấn đề của xã hội để mang lại giá trị tốt nhất. Bán hàng là khởi đầu giúp cho khách hàng giải quyết triệt để vấn đề của họ, đáp ứng một nhu cầu của họ hoặc giúp họ đạt được một cái mục tiêu nào đó số bốn người bán hàng là cầu nối giúp cho khách hàng của mình thành công chúng ta hãy phải luôn nhớ cái điều đó chúng ta đi bán hàng không phải là chăm chăm vào cái việc chốt đơn mà chúng ta phải đặt cái tâm của chúng ta là người giúp đỡ cho khách hàng là cầu nối để giúp cho khách hàng tiếp cận được đến cái sản phẩm đến những cái giải pháp để thực sự hữu ích cho họ thành công của người bán hàng luôn đến sau khách hàng nghĩa là khách hàng thành công thì chúng ta mới thành công Thành công của người bán hàng không phải là bán được một đơn hàng mà là khách hàng phải sử dụng hiệu quả cái sản phẩm, cái giải pháp, cái dịch vụ mà bạn đã bán giới thiệu cho họ. Nếu như cái sản phẩm của bạn tốt mà bạn không giúp được cho khách hàng của bạn ra quyết định mua hàng thì bạn là một người bán hàng vô trách nhiệm bởi vì bạn vô tình góp phần vào việc đẩy khách hàng của bạn có nguy cơ mua phải rất nhiều sản phẩm kém chất lượng lượng ở ngoài kia. Chúng ta thừa biết ở trong cái thời đại à, uh, marketing online như bây giờ, những cái đơn vị bán sản phẩm kém chất lượng, những cái đơn vị bán hàng không đảm bảo rất là nhiều. Nếu như chúng ta biết rằng sản phẩm của chúng ta tốt, nếu như chúng ta biết rằng giải pháp của chúng ta tốt, mà chúng ta vì một bất kể một lý do gì đó ngại ngùng sợ hãi xấu hổ tự ái chúng ta dừng lại chúng ta không bán được cho khách hàng thì Rõ ràng chúng ta đang vô tình có thể đẩy khách hàng mua một cái nơi không tốt. Số 6, trong bán hàng, chúng ta luôn là người cho đi trước các giá trị để khách hàng có thể yêu quý, tin tưởng sau đó họ mới mua hàng của chúng ta. Và để thành công trong cái lĩnh vực bán hàng, chúng ta phải chấp nhận cho đi có thể không nhận lại. Hãy nhớ điều đấy. Ví dụ như đối với hệ thống giáo dục gia đình mẹ Việt chúng ta cho đi rất là nhiều. Chúng ta cho đi những bài kiểm tra đánh giá, cho đi những cái kiến thức ở trên Gurupee, trên blog, cho đi rất là nhiều tài nguyên. Và trong 10 người được cho có thể là chỉ có một người họ có cảm tình và họ quay lại mua hàng của chúng ta thôi. Còn chín người khác thì họ cũng rất là vui nhưng họ chưa hẳn là sẽ mua sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta cho họ niềm vui nhưng chưa chắc chúng ta nhận lại được gì tuy nhiên người bán hàng thành công là người bán hàng liên tục gieo đi những cái hạt giống cho đi như vậy để cái tỷ lệ xác suất những người yêu quý chúng ta càng ngày càng nhiều lên và dần dần chúng ta làm hàng ngày cho đi hàng ngày phát triển hàng ngày thì cái giá trị một ngày nào đấy những cái hạt giống chúng ta gieo đi nó nảy mầm nó nở lại rất là nhiều đó là tư duy của người bán hàng thành công chứ không phải là cứ cho một đếm một cho hai đếm hai thì nếu như chúng ta duy trì cái tư duy đấy sớm muộn chúng ta cũng sẽ bỏ cuộc trên cái hành trình này mà thôi hãy nhớ rằng nghề chỉ đơn giản là nghề bán hàng nghe một cái câu rất là ngắn thôi nhưng có những người thành công vĩ đại có những người giàu có cực kỳ nhưng có những người thì thất bại ê chè bởi khác nhau ở chỗ nào khác nhau ở tư duy ở cách thức hành động khác nhau ở chỗ một người coi là sứ mệnh sự nghiệp một người coi đó là tình yêu, là đam mê. Còn một người thì chỉ coi đó là một cái công việc nhàm chán để đi kiếm tiền. Hai tư duy, hai cách nghĩ, hai tâm thế khác nhau tạo ra hai sự nghiệp, hai con người, hai cuộc đời khác nhau. Rồi, tiếp tục. À, ngày xưa ấy, thì bán hàng là một cái nghệ thuật bởi vì là chỉ đảm bảo cái nghệ thuật bán là được. Bởi vì cái nhu cầu nhiều mà cái nguồn cung ít. Tuy nhiên, bán hàng hiện đại bây giờ ấy, nếu như mà chỉ có nghệ thuật bán chưa đủ mà chúng ta cần phải có cả một cái chiến lược chăm sóc khách hàng chúng ta cần phải có một cả một cái đội ngũ để đảm bảo cái trải nghiệm khách hàng thì chúng ta mới có khả năng có nhiều khách hàng hơn và chăm sóc được khách hàng trọn đời để chúng ta không chỉ bán cho khách hàng một đơn hàng mà chúng ta có thể bán cho họ trọn đời hàng trăm đơn hàng sau đấy trong cái hệ sinh thái của chúng ta trong cái hành trình của họ được chưa số 8 bán hàng là phải thỏa mãn được cái nhu cầu của khách hàng. Bán hàng là trao đi giá trị, bán hàng là giải quyết vấn đề của khách hàng. Bán hàng không chỉ là bán sản phẩm, mà còn là bán cảm xúc, bán thái độ, bán thương hiệu, bán niềm tin, bán sự uy tín. Xuyên suốt cái khóa học này, bạn sẽ nhận diện, thấu hiểu và áp dụng được những cái điều đó. Chúng ta cần phải thu hút khách khách hàng của chúng ta không hẳn chỉ vì sự khác biệt trong cái chất lượng sản phẩm, mà còn bởi cái sự khác biệt trong cái cách chúng ta chăm sóc và bán cho họ một cái sự thành thực chân thành không màu mè hoa mỹ một cái sự quan tâm đến họ bằng cái tâm của chúng ta thật sự sức mạnh của sự chân thành trong bán hàng là rất lớn người bán hàng mà biết đứng vào cái địa vị cái vị trí của khách hàng làm cho khách hàng có được cái cảm giác được tôn trọng thì chắc chắn chúng ta sẽ chiếm lĩnh được trái tim của họ chúng ta có thể đồng hành được họ chọn đời với rất là nhiều các cái sản phẩm dịch vụ cho họ. Ví dụ như à, đội ngũ mẹ Việt khi mà bán các cái sản phẩm giáo dục. Những cái đồ chơi à, hay những cái cuốn sách. À, những cái giải pháp giáo dục cho ba mẹ đồng hành với con ấy. Thì mẹ Việt không chỉ bán duy nhất cái sản phẩm đấy. Mà mẹ Việt còn bán cả một cái chế độ đồng hành giúp ba mẹ sử dụng. Và phát huy được tối đa cái giá trị của sản phẩm đó. Mẹ Việt còn bán cái thái độ tận tâm, tận tụy tận tình của mỗi một người tư vấn giáo dục trong cái việc đồng hành cùng ba mẹ. Rồi mẹ Việt bán cái sự tiện lợi đó là gì? Ba mẹ có thể mua trên Shopee, mua trên một nơi khác nhưng mà sau đấy tìm lại người bán để được hỗ trợ rất là khó, nhắn tin rất lâu được trả lời. Chứ chưa nói là hỏi về những cái yếu tố chuyên môn trong sử dụng sản phẩm. Nhưng đối với hệ thống giáo dục mẹ Việt, mỗi một sản phẩm bán ra cho dù chỉ là một cuốn sách 10 ngàn, 15, 20 ngàn hay một đơn hàng một vài triệu thì tất cả khách hàng đều được chăm sóc một cách tận tình. Chỉ cần nhắn tin qua Zalo, qua Facebook đều được trả lời trong vòng 10 phút tất cả các cái vấn đề. Thậm chí có rất nhiều khách hàng của mẹ Việt mua các cái sản phẩm ví dụ thẻ học ở một nơi khác nhưng sau đó nhắn tin cho đội ngũ mẹ Việt vẫn được vào các cái group để hỗ trợ sử dụng sản phẩm. Đó là cái giá trị mà mẹ Việt mang lại cho cộng đồng. Đó là cái thứ mà chỉ có những người thực sự xác định rằng cái ngành hàng này, cái nghề này nó là cái tâm huyết của chúng ta thì chúng ta mới làm được cái điều đó. Còn nếu như mà ai mà à, sân vân sân si từng chút từng chút một thì chúng ta sẽ không thể làm được điều đó và cái thành quả là gì là rất là nhiều người sau khi mua một cái đơn hàng ngoài kia nhưng mà không được nơi đấy chăm sóc thì họ về với mẹ Việt, họ được chăm sóc thì có thể là cái sản phẩm trước họ mua ở một nơi khác rồi, nhưng còn những cái sản phẩm sau nữa họ sẽ mua của hệ thống giáo dục mẹ Việt. Ok thì hy vọng là qua những cái quan điểm về bán hàng trên, bạn đã thật sự hiểu về cái nghề bán hàng và bạn sẽ tự tin bước tiếp trên cái hành trình xây dựng cái sự nghiệp bán hàng chọn đời giúp đỡ mọi người để được hạnh phúc hơn, tự do hơn, giàu về tài chính hơn, giàu về tình cảm hơn, thành công trong cuộc sống hơn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Thái Hoàng HD để ủng hộ và không bỏ lỡ những video chia sẻ tiếp theo của mình. Bạn hãy đăng ký kênh ở hình tròn chính giữa. Rất vui khi được đồng hành cùng bạn.